Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chương trình của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý như sau. Từ tối hôm qua cho đến nay, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to, gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ tại thành phố này. Bộ Y tế vừa có yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Bộ Năng lượng Ukraine hôm qua thông báo tạm dừng hoạt động tất cả các nhà máy điện. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Đầu tiên sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Từ tối hôm qua cho đến nay, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Theo ghi nhận, mưa lớn đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điểm ngập sâu từ 50cm đến 1m, khiến người dân đi lại rất khó khăn. Nhiều phương tiện bị chết máy, giao thông hỗn loạn. Tình trạng ngập lụt xuất hiện từ rạng sáng nay và kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Ngoài mưa lớn kéo dài thì tình trạng rác thải gây ách tắc hệ thống cống thoát nước cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt tại thành phố Vinh. Và sau đây sẽ là thông tin về y tế. Kính thưa quý vị, hiện nay đang là những tháng cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Hôm qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố với việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh này. Từ đầu năm đến nay thì cả nước đã ghi nhận hơn 300.000 ca mắc, 115 trường hợp tử vong. Dự báo tình hình phức tạp và có xu hướng gia tăng. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế kiên quyết không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài. Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, đại đa số các hộ tiêu dùng điện đã bị mất điện. Do mất điện, hệ thống sưởi và cấp nước có thể bị gián đoạn. Nhiều thành phố của Ukraine như Kiev, Kharkov bị mất điện cục bộ, trong khi đó thì thành phố Lviv bị mất điện hoàn toàn nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với tình trạng mất điện. Mỹ hôm qua công bố gói quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm các máy phát điện, trong khi đó các thành phố ở châu Âu kêu gọi gửi máy phát điện dư thừa tới nước này nhằm giúp nước này vượt qua mùa đông lạnh giá. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.